sẽ xem một tiết mục tiếp theo, đó là tiết mục như thế nào, thí sinh là ai. Xin mời quý vị đến với Trần Thái Sơn. Cái giai điệu của bạn làm cho tất cả khán phòng chúng tôi đều không thể ngồi yên được. Bạn là cái tôi nhúng nhảy. Thái Sơn là một cái thí sinh khá là thông minh khi biết kết hợp beatbox với những cái công nghệ hiện đại, rồi là biết sáng tác dựa trên một cái cốt truyện văn học. Đến với vòng bán kết thì phần thi của mình có một điều rất là đặc biệt. Với chỉ một cái miệng của mình thôi, mình có thể diễn tả được tất cả những cái âm thanh mà trong nhạc cụ có thể làm được. Với sự thông minh, sáng tạo cùng với sự hỗ trợ của công nghệ, tôi đang chờ đợi một cái tiết mục ấn tượng nữa của Thái Sơn. Lần này mình sẽ biểu diễn một thể loại khác với beatbox, đó là một thể loại mà mình đã tập từ nhỏ cho đến bây giờ. Mình hy vọng tối nay sẽ chinh phục được ban giám khảo và tất cả mọi người. Có ai nhà không? Đồng bào chú ý, đồng bào chú ý, máy bay của địch địch đang tiến về Hà Nội, nổi nổi cách thủ đô đô 100 km. Đồng bào chú ý. Trên máy bay nha. Một đêm gió lay rơi nhẹ cánh hoa bên thềm trước sân ngôi nhà khuất sau vườn lá, dường như lũ chim không còn cất lên tiếng buồn giữa đêm khi mùa đã xa biệt đâu tìm. Negache chala. Michael Jackson, rest in peace. She was more like beauty queen from a movie scene. I said, don't mind, but what do you mean? I am the one. Billie Jean, not my love. Put your hands up. Thấy pháo hoa bắn lên tôi cứ nghĩ là đêm chung kết bạn nhận giải luôn á. Xin mời ban giám khảo. Tôi khá là thích thú với tiết mục của bạn và bạn rất là sinh động. Tất nhiên là những cái tiếng của bạn là làm ra thì tôi cũng đã nghe thấy ở rất là nhiều cái beatboxer khác. Nhưng bạn đã kết hợp vào với cả nhảy lẫn cả những động tác của Michael Jackson cũng rất là thú vị. Tôi khá là ấn tượng, khá là ấn tượng. Tôi
Tôi thấy bạn có một sự tiến bộ rất là nhiều. À, lần trước bạn bày ra quá nhiều đạo cụ, lần này thì bạn chỉ làm bằng hơi của bạn và bạn điều khiển môi của bạn, miệng của bạn để bạn làm ra âm thanh. Đây là một sự tiến bộ rất là lớn. Cái điều thứ hai là bạn còn kết hợp cả nhảy múa nữa. Cái điều này thì lần trước bạn không có làm, lần này thì bạn có nhảy múa và bạn nhảy cũng khá là đẹp. Cho nên tôi muốn nói là bạn rất giỏi, bạn làm rất giỏi. Tôi chỉ góp ý với bạn thôi là tiết tấu của bạn nên tăng lên, mỗi lúc mỗi tăng tiết tấu lên để cho nó có cao trào. Còn vừa qua thì nó vẫn bị đều. Nhưng đó là cái nhược điểm lớn nhất của bạn thôi. Còn ngày đó tất cả mọi cái bạn làm rất tốt hơn trước rất nhiều. Xin chúc mừng bạn. Có một điều là tôi cũng thấy giống anh Thành Lộc là bạn làm hơi bị đều. Các ca khúc bạn chọn thì hay nhưng nó không có cao trào. Và đôi khi có thể là bạn cũng bị tâm lý một phần, nên là đôi khi tôi cảm nhận được là bạn bị hụt hơi trong những cái tiếng của bạn. Nên nhiều cái tiếng nghe chưa đã lắm. Nhưng mà dù sao đối với phần thi của bạn ngày hôm nay thì đó là một sự thành công của bạn. Và bạn đã rất là cố gắng rất nhiều rồi. Xin chúc mừng bạn. Chúc mừng bạn lần nữa. Thưa quý vị, mến Trần Đại Sơn thì hãy soạn theo cú pháp VGT khoảng cách 6 gửi về 8328. Chúng ta vừa trải qua 6 tiết mục, như vậy là chỉ còn một tiết mục cuối cùng sẽ là kết thúc đêm bán kết 7 của chương trình tìm kiếm tài năng Vietnam's Got Talent. Xin mời quý vị, chúng ta sẽ tiếp tục như thế nào đây? Chúng ta hãy thư giãn chút xíu, chương trình sẽ quay trở lại.